Lũ con người khốn kiếp, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của Titan thần chủng bọn ta. Ta sẽ càn quét hết các ngươi để bắt các ngươi chịu tội. Dám lấy ghen bọn ta để chế tạo ra Skibidiman Hiếu mình để phục vụ cho các ngươi à. Không hay rồi, không hay rồi. Mau gọi những Titan Hiếu mình tới đây. Chết đi, chết đi. Các ngươi không cần phải gọi bọn chúng. Địch thần ta sẽ tới đó tìm bọn chúng. Skibidi Heal mình, các ngươi đang ở đâu? Các ngươi đang ở đâu rồi? Hả? Là chủ nhân con người. Chúng tôi đang ở đây. Thưa ngài, có chuyện gì mà ngài hối hả hấp tấp tới đây tìm chúng tôi vậy? Nhanh lên, nhanh lên, hãy mau tới thế giới con người. Có một tên Titan Cameraman thuần chủng cầm kiếp. Hắn tàn sát hết loài của chúng ta. Chết tiệt, có chuyện như vậy hay sao? Đúng rồi, chúng tôi sẽ tới đó ngay lập tức. Các người không cần phải đi đâu cả. Ta đã đích thân tới đây để tiêu diệt lũ tạp chủng do con người sáng tạo ra. Chết tiệt, cái quái quỷ gì thế kìa. Hắn đã theo ta đuổi tới đây rồi à. Khổ kiếp, các Titan Hiếu mình, mau giết hắn, bảo thù cho con người bọn ta đi. Thưa chủ nhân, tiến lên nào anh em. Chết đi, chết đi. Lũ rác rưởi, lũ lai tạp bẩn thỉu. Các người ra đời là nhờ lũ con người khô kiếp đang cấp gen của bọn ta để kết hợp với gen của lũ con người sinh ra những thứ chết tiệt như các người. Các người không xứng đáng tồn tại trên hành tinh này. Mau dừng lại, tên Titan kia. Tại sao ngươi lại giết những chủng loài lai tạp ở hành tinh này chứ? Kẻ nào nữa vậy, dám cản đường ta? Cái quái quỷ gì thế này? Ngươi là ai? Chết tiệt, sao ngươi giống như tên Super Titan Cameraman thế kia? Ta là một chiến binh bảo vệ đa vũ trụ. Ta đã nhận được tín hiệu từ hành tinh này cầu cứu có một kẻ đang tàn sát những sinh vật lai tạp. Ta đã cấp tốc tới đây thì thấy được ngươi đang ra tay giết bọn họ. Khốn kiếp, ngươi biết cái gì mà ngươi xen vào? Hành tinh này một nửa là thuộc về loài Titan thần chủng bọn ta, một nửa là thuộc về lũ con người. Nhưng lũ con người tham lam nên bọn chúng cố gắng ăn cắp game của bọn ta, sau đó lại tạo ra cái lũ Skibidi Human đó. Rồi bọn chúng đã cùng với nhau tàn sát hết tất cả con cháu của ta để tranh giành lãnh thổ và thức ăn. Ta điên tiết lên, giết lại bọn chúng. Ta có gì sai chứ? Ngươi đừng ngụy biện nữa. Nếu sự thật là như vậy, tại sao ngươi thắng thế hơn, ngươi mạnh hơn, chèn ép bọn chúng? Ngươi không để cho bọn chúng một con đường sống mà giết sạch bọn chúng chứ? Như vậy người sai mới chính là ngươi. Câm miệng đi, đừng khốn kiếp đây. Ngươi thích đứng về phía bọn chúng, vậy thì ta giết luôn ngươi. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Xin lỗi mọi người đã phải chờ đợi tôi lâu, bởi vì tôi phải xử lý một chuyện rất quan trọng. Cuối cùng thủ lĩnh cũng đã tới. Này Goshi Titan, ngài triệu tập chúng tôi tới đây có chuyện gì vậy? Thưa mọi người, mấy ngày trước tôi có nhận được một tín hiệu cầu cứu từ một hành tinh sống ở vũ trụ số 44. Lúc này Titan Sona có mặt ở đây. Tôi đã nhờ cậu ta tới đó để xem chuyện gì. Thật không ngờ ở đó lại xuất hiện một Super Titan hết sức kỳ lạ. Hắn đang tàn sát những Titan lai tạp khác, khiến cho Titan Sona bắt buộc phải ra tay với hắn. Nhưng thật không ngờ hắn quá mạnh đã đánh bại Titan Sona. Cậu ấy bị thương nặng. Tôi vừa đến hành tinh đó và đưa cậu ấy về dưỡng thương. Cái gì chứ? Có kẻ đánh bại được Titan Sona? Không thể nào, cậu ấy rất mạnh, làm sao có thể có kẻ mạnh hơn được? Khi tôi đưa cậu ấy về, cậu ấy cứ luôn miệng nói rằng tên đó là một Super Titan, giống như một ai đó trong chúng ta vậy. Tay của hắn cầm một thanh kiếm rất sắc nhọn. Hắn rất nhanh, kiếm của hắn rất bén, đã cắt đứt những bộ phận tay chân của cậu ấy. Cái gì chứ? Một Super Titan cầm kiếm mà. Có vẻ như tôi cảm thấy thú vị về tên đó. Được rồi, tôi sẽ đích thân tới đó để giao chiến với hắn, lấy lại sự công bằng cho Titan Sona. Tôi đi đây. Từ từ đã, Super Titan TV kiếm sĩ, chờ tôi với. Đây rồi, đây rồi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy lũ hiêu manh to lét. Ta sẽ đưa các ngươi chết chung với chủ nhân của các ngươi luôn. Được rồi, tất Cả sản phẩm lai tạp của lũ con người đã chết sạch. Bây giờ ta sẽ giết luôn những loài lai tạp khác để thế giới này chỉ có loài thuần chủng tồn tại mà thôi. Thật chết tiệt, mau dừng lại. Hả? Ngươi là một Super Titan Cameraman à? Tay của ngươi cầm kiếm, không lẽ ngươi chính là thứ chết tiệt đã đánh bại Titan Sona? Hả? Sao hành tinh ta lại xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt thế này? À, không lẽ ngươi chung bọn với cái tên mà bị ta đánh bại lúc nãy? Cái gì đây? Một Super Titan cầm kiếm mà. Được lắm, được lắm. Ngươi cũng là một Titan kiếm sĩ, phù hợp để chiến đấu với ta. Ta cũng muốn thử sức mạnh của ngươi, coi kiếm pháp của ai hơn ai. Ngươi thật hiểu ý ta đó. Ta muốn tới đây cũng bởi vì biết ngươi là một Super Titan kiếm sĩ đó. Vậy thì hãy khoan nói tới chuyện đúng sai như thế nào. Chúng ta hãy giao tranh trước đi, coi kiếm của người cứng hơn hay kiếm của ta lợi hại hơn. Được, được, hay lắm, hay lắm. Vậy thì hãy xem kiếm pháp của ta đây. Ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt để ngươi biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kiếm pháp của ngươi khá là lợi hại đó. Theo chúng ta không đối đầu, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, kết giao bạn bè, bàn luận về kiếm pháp rồi. Nhưng hôm nay tình thế bắt buộc chúng ta phải đối đầu. Vậy thì để ta cho ngươi thấy được sức mạnh của kiếm pháp trí tôn mà ta có được là như thế nào. Tịch tài tình tiên vì kiếm sĩ kia, kiếm pháp của ngươi không đủ tầm để sánh với ta đâu. Chết tiệt, chết tiệt. Ngươi dám sỉ nhục kiếm pháp của ta. Được rồi, được rồi. Ta sẽ dùng một đòn chí mạng để kết liễu mạng sống của ngươi. Ngươi mới là kẻ bị kết thúc đó. Được rồi, lại tiếp tục đi thống nhất cái hành tinh này. Này, này, Super Titan TV kiếm sĩ, cậu bị gì thế này? Khổ Kim, ngươi đánh bại ta rồi mà, sao ngươi lại quay trở lại? Không lẽ ngươi định giết ta luôn hay sao? Cậu nói cái gì vậy? Là tôi đây, Super Titan Cameraman sáu nòng đây. Ủa, cậu không nhận ra tôi à? Cái gì? Thì ra là cậu. Làm tôi tưởng hắn có hình dạng rất giống cậu. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm rất sắc bén. Hắn mạnh quá, tôi không phải là đối thủ của hắn. Chết tiệt, tôi sẽ không để yên cho hắn đâu. Được rồi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi tìm hắn, tính sổ hắn cho bằng được. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Thấy hắn rồi, thấy hắn rồi. Thịt khốn kiếp kia, mau dừng lại. Là một kẻ cản đường ta nữa à? Tên nào mà to gan dữ vậy? Cái gì thế này? Một Super Titan Cameraman giống như ta. Không lẽ đây là đồng loại của ta? Có lẽ chúng ta cùng chung giống loài, nhưng sống ở khác vũ trụ. Nhưng thật đáng buồn, hôm nay chúng ta lại là kẻ địch của nhau. Ta đến đây là để báo thù cho hai người đồng đội của ta bị người đánh trọng thương. Cái gì? Tại sao ngươi lại theo chung phe với những tên khốn kiếp đó? Không lẽ ngươi cũng là một chiến binh bảo vệ đa vũ trụ gì đó? Không sai, ngươi nói không sai. Đúng là như thế. Ta là một chiến binh bảo vệ đa vũ trụ. Ta tồn tại trên đời này là để bảo vệ tất cả muôn loài, kể cả loài thần chúng và loài lai tặc. Bọn chúng đều có tính mạng, đều có quyền tự do, không kẻ nào được cướp mạng sống của bọn chúng. Ngươi đã phạm luật, bây giờ ta đã thay thế cho tất cả chiến binh đa vũ trụ, trừng phạt ngươi. Tịch khổ kiếp đây, ngươi đừng nghĩ cùng chúng giống loài với ta. Ta không dám ra tay với ngươi. Ngươi chẳng biết gì cả. Chính lũ con người ở hành tinh này đã trộm cắp kiếm thần chúng của ta, lại tạp ra sản phẩm của bọn chúng. Nếu ta để cho bọn chúng lộng hành thì không bao lâu loài thần chúng Cameraman bọn ta sẽ biến mất. Người quá lo xa rồi đó. Nếu bọn chúng có làm như vậy, chắc chắn những chiến binh đa vũ trụ sẽ xuống đây bảo vệ loài của các ngươi. Ta không tin, ta không tin. Biết bao giờ các ngươi mới đứng về phe của bọn ta. Hôm nay ta sẽ ra tay, Giết chết hết các ngươi. Vậy thì